Mến chào cô chú anh chị, hôm nay là thứ tư 15 tây tháng 5. Ngân có mấy cái cây xin chào mọi người, hôm nay Ngân sẽ báo giá cho mọi người về một số cây mà Ngân sẽ release trong tuần này ha. Nếu ai coi có phù hợp túi tiền mà mình thích cái mẫu của Ngân, bên Ngân thì mọi người order, Ngân báo giá, chụp hình, nói giá, rồi xong rồi gửi tin nhắn cho Ngân qua số điện thoại ở phía trên đó. Rồi Ngân sẽ cố gắng quay nhiều cây hôm nay để cho mọi người có nhiều lựa chọn ha. Rồi ai thích thì mình bắt đầu collect nha. Hôm nay Ngân có cây này đẹp, mà em khỏe rồi, dáng đẹp, trước sau đỏ, nhị vàng, thân dày. Về phần đo chiều cao, chiều ngang sẽ được đo chi tiết khi các cô chú anh chị thích cái dáng cây đó, cái màu đó và cái giá tiền thì bắt đầu nhắn tin cho em sẽ đo ngang dọc cho mọi người ha. Rồi, cây này có giá là 480 đồng. 480. Còn cây này thì là hàng va. Cây này là cây dáng quái. Theo chơi bonsai thì cái dáng này là một cái dáng không, nó không giống ai hết á, nó không phải thuộc về dáng trực hay dáng quyền. Nó đi theo một cái dáng mà naturally của nó. Cây này Ngân để cho mọi người là cây này hàng ba nha. Cây này để cho mọi người là 450 đồng. Xoa hàng rồi ship đi. Kia. Và để cái chậu này sao nhìn ớn quá, gió thổi hồi nữa nó ngã xuống á. Rồi tới cây nào? Cây này. Chậu tròn. Ok, Ngân chưa báo giá chậu nha. Giá chậu là 120 cho những cái chậu tròn loại nặng heavy này nha. 120 for the pot. Rồi. Ba cây này. Cây này thì là 390 đồng. 390. Cái dáng sao là mọi người hay nhìn thấy ha, tất cả cây này là fully rooted nha. 390 đồng, cái chậu 120 đồng. Fully rooted. Còn đây là cây bông hồng, cây xanh, cây yêu quái xanh, cây nhân linh và cam sọc. Nó giống như cái cây mà 2500 gì đó của Ngân á, nó lên màu cam cam nha mọi người. Cây này cái chậu màu xanh nha. Cây này là cũng fully rooted, cây này không phải là bông hồng nha mọi người, nó không phải là rose mà nó sẽ có va và nó lên màu cam cam giống như cây 2500 ngoài tiệm á. Cái này cũng fully rooted, dáng đẹp. Cái này có giá là 220 đồng. 220. Fully rooted, không sợ thối, không sợ bị root rot, không có sợ gì hết nha mọi người. 220 nha. Dáng đẹp, có cái bông thường cái bên nữa nè. Cái chậu thì là không có bán. The pot not for sale. Rồi, ok. Rồi rinh nó để trở lên. Cái này là credit nha mọi người. Cái này Ngân để cho mọi người là 100 đồng. $100. Cái này sẽ là đỏ cam nha mọi người. Cái chậu này 20 đồng nữa là 120 đồng. 120 đỏ cam. Nó có rất là nhiều baby đang on the side nha mọi người. 120 đồng. Đúng cây đúng chậu. Ok. Còn cây này Super Bang Variated nha mọi người. Corrected, fully rooted luôn. Cái này dáng đẹp, chậu cũng đẹp nữa. Cái này nhiêu? Cái này có giá là 350 đồng. 350. Cái là hàng va nha mọi người. Cái chậu như vậy? Cái chậu này là nó bị mẻ cây nhưng mồi. Thì Ngân đỡ cho mọi người là 80 đồng. Cái này là unit nha. $80. Cái cây, cái chậu này là hàng unit, 80 đồng. Cây này thì là cây này 100 đồng. $100. Cái chậu 60 đồng. $60 for the pot. Rồi, ok. Bây giờ mình tới cây này. Cây màu đỏ nha. Cây này là 650 đồng. $650 for the plant.
cái hàng va cái chậu nha. Màu đỏ này để cho mọi người coi cái sự khác nhau giữa hàng va và hàng không có va nha. Mấy cái cây crack cao nó dựa vô đó đi. Để đâu để yên đó, là tại vì mình bán mình phải quay cho mọi người coi cái dáng cây. Đây là hàng không va, còn ở trên cũng là hàng va. Hàng va rẻ lắm, có 100 đồng một cây thôi. Còn coi hàng có va nó mắc hơn. Cây này nãy mình nói nhiêu? 650 đồng. 650. Cái này rất là bự nha mọi người, cũng fully rooted luôn. Ok rồi. Còn trên là cây Korean của Sunbus. Cây Sunbus Korean này, cái bông tiếng Hong, cây này có giá là 550 đồng. 550. Bông nó nhỏ mọi người. Để cho mọi người coi cái sự khác nha. Chậu cho thấy body của cái chậu. Cái này có lâu rồi nha mọi người. Nhìn nè. Cái bông của nó chỉ nhỏ bằng có một ngón tay thôi. Ừ. Cái này chịu đâu, chịu đó hoa hồng mà variegated. Chịu đó hoa hồng mà tiếng hoa hàng hàng vàng. Okay. Đó, cây này thì cây lá này lớn của China, cây này của Trung Quốc, cây này thì lá bự hơn nè, cây này thì của Trung Quốc, Trung Quốc. Ừ. Còn cây bên đây của Đại Hàn, cái cánh lá nó sắc sảo hơn mà nó nhỏ hơn ha, nó gọn hơn. Ồ, cái viền lá nó lên màu hồng đây, cái bông của nó nè, cái viền lá nó lên màu hồng. Mấy cái cây này thì là final sale là 550 nha, không có sale cho 10% off nha mọi người. Ok. Cái này tại vì mình mua lại thì khó kiếm hàng á nha. Rồi khó. Để trở lên vô để cái chậu chậu cắt nãy cái chậu hả? Cái chậu không? Không. Hai ba bỏ cái này lên cho giới thiệu okay. Cái này chứ. Ok ok. Tại cái này mình giới thiệu cây giới thiệu chậu cho mình muốn cho mọi người coi vừa cây vừa dáng á. Rồi mọi người cái này tất cả có rễ rồi nha mọi người. Cây này thì cũng va nữa nè. Fully rooted luôn. Mình có thấy được cái màu hồng hồng của nó không? Đây nè, nè thấy à. Thấy. Cây này gồm có một cái crest nhỏ, hai cái crest nhỏ, ba, bốn cái crest luôn mọi người. Nè. Nhìn cái crest này là đuôi cá nha ha. Cái tâm đầy đuôi cá. Còn cái này chính hay là crest đồ lông đao. Nè, cánh buồm. Cái tiếng ho này là cánh buồm. Còn cái chính giữa này là một cái ọt á. Cái cây này á, dáng nó vậy chứ tương lai khi mà mọi người trồng nó lớn lên, nó là tuyệt sắc gia nhân. Tại vì về cái body của nó, nó combine giữa đồ lông đao, đuôi cá, và chính giữa này là một cái ọt chính giữa nữa nè, single head. Còn chính giữa cái khơ này á, thì okay, có cái chuẩn nhánh đột biến lớn đó, hình giống như cái ọt nó giống như hình hơi cái tim chút hơi cong cong. Về cái crest này nó chỉ một gang tay, hai gang tay, khoảng nè, mọi người coi cái gang tay của Ngân nha, hai gang tay. Nhưng về cái dáng đã đẹp rồi, về cái màu number two cũng đẹp luôn. Về cái là cái bì hai, cái màu đã đẹp rồi, cái dáng đã đẹp rồi, cây già nữa không có bị, nè không có bị xanh, là biết nó dễ sống, có ọt đẹp, bonsai, màu đẹp, body đẹp là number two, number three là về cái độ rare, là hàng hiếm á. Cho nên cái cây này rất là có giá trị. Nếu anh chị nào mà chơi bonsai, nhìn cái cây này thì anh chị sẽ biết cách vô chậu ha. Em á thì em chơi bonsai không có nhiều năm, cho nên em vô chậu hơi bị yếu.
Chứ nếu mà mọi người chơi mà lâu năm rồi thì chắc chắn mọi người sẽ biết nó phải đi vô cái chậu nào. Em thì em nghĩ nó vô cái chậu này. Look at this. Cái này là đồ Cory, không bự nhưng mà sắc sảo và đẹp. Cái này em để cho mọi người là 350 đồng. 350. Ai mà nuôi được khi mà nó lớn lên á, nó là tuyệt sắc của đại mỹ nhân. Mà cam đang không chết. Nếu ship cái này, nếu là trường hợp ship one day cho em thì ngày thôi, không có mất tiền đâu mà nó được an toàn cái cây. Rồi, ok. Mà va nha. Rồi bây giờ trong cái trong đó mình có cây này. Cây này thì đang chuẩn bị kiếm cho nó một cái chậu đẹp. Cây này cũng đang lên màu. Lên màu rồi. Chị Hương quay cái bông nó bên đây nè chị Hương. Đó. Va có nghĩa là có nhiều màu, variegated là sự đột biến về màu, có rất là nhiều màu sắc cho một cái cây, cho nên là nó sẽ rất là đẹp. Mà cây này rất là bự, nhìn bàn tay của Ngân. Ngân sẽ đo chi tiết cho mọi người khi mọi người chấm cái cây nào mà mình thích thì đương nhiên là phải FaceTime và đo chi tiết. Cây này Ngân sẽ bán cho những người nào thích nó thôi thì liên hệ với Ngân. Rồi ok, mình tiếp tục. Cây này thì hơi chưa khô, chưa tỉnh cho nên chắc khỏi quay cây này. Ok. Ok, còn cây này. Cây nào? Cây lily pad. Ai muốn mua cây bông hồng nhỏ nha. Ro nha. Renovia. Quá trời dễ thương. Nguyên cây nguyên chậu này là 30 đồng. $30 for the whole set. Ừ. Còn đây là lily pad. Luôn cây luôn chậu 50. $50 for the whole set. Còn đây là Subbus. Luôn cây luôn chậu 180 đồng. 180. Là không bớt nữa cho mọi người. 180 là đúng 180 nha, cái này không có sale nha. Chồng lâu rồi. Rồi ok local nha. Cái local nhưng mà vì sao? Nó cái chậu nó đẹp. Công người ta trồng cũng lâu. Cây thì dáng đẹp. Có sao nuôi vậy giùm em nha, 180 đồng. Ok. Rồi. Nhà Ngân mát quá cho nên nó không có lên màu hồng á. Anh Ngân sẽ để lại cho cô chú anh chị 50. $50. Chứ mọi người có phun sinh nắng á thì cây của này sẽ lên màu tím nha. Còn Ngân thì nhà Ngân mát quá không có nắng, nó lên màu này. Nhưng mà nó bự ha, 50. Còn cây này cũng Ngân thì nuôi lâu rồi. Rất là bự luôn. Cây này thì lại thích mát. Rất là thích mát, cây này là dáng đẹp. Cho nên cây này của Ngân là 180 đồng. 180. Tại vì cái va của nó đẹp, cái dáng của nó đẹp, nó già nữa, trồng rất là lâu rồi, già đẹp, cho nên nó là mắc tiền nha, 180 đồng. Ok. Cây này cũng là màu xanh, cây này là 15 đồng. $15. Ừ. Rồi mấy cây này là local nha, trồng nhiều quá. Cái này cứ có rẻ hơn Ngân chuẩn. Nhà Ngân đã nói khúc này Ngân không có nắng cho nên nó không lên đỏ. Nên bà con nào muốn nhà mình nắng á, có đỏ rồi thì lấy nha. Cái này Ngân bán 15. $15. 10. Mà cái này thì là 15. $15. 15. Cái này thì là 20. $20. Cái này thì là 20. $20. Ô, cái này 30 chứ. Cái này quá trời baby. $30. Rồi ở đây cái khúc này mát quá thì mai mốt sẽ trồng curry, nó curry thích hơn. Curry dù cho nó không có màu, nó thích hơn. Curry thì thích mát. Đồ curry thì thích mát lắm mọi người. Bây giờ mình đi tới mấy cái này ha. Ừ. Curry thì Ngân để trong mát thì mấy em tỉnh nha. Cái này là chị Hương và nó sẽ rất là sức và tỉnh luôn. Cái này 80 nha. Ai chị đó. 80. 60. Phan, để tôi đi qua trước, vô qua bên đây nè, vô sau lưng tôi bên đây nè. Vô báo thấy dễ hơn. Rồi nói đi. Nè, 80. $80. 60. $60. 60. Khoan viên nha. Cái này là khoan viên, nó là màu đẹp lắm ạ. Cái này là đồ hiếm nè, 60. Còn nơi fancy 70. $70. Ừ. Rồi tiếp. Cái này khách ai 70. $70. Cái này là đỏ tươi 90.
$90. Philomela 75. $75. Philomela 80. $80. 80. $80. 80, 80. $80. Kizim Nario mixed with lại fashion. Ô, cái này không có mix, cái này là original luôn. Cái này là original Kizim Nario. Hàng vang nha mọi người. Hàng vang nha, cái này tỉnh lại đẹp lắm á. Nhiều. 80. $80. Còn cây này là cây cây mix nè. Tự nhiên naturally lên nha mọi người, không phải là mình ghép nha. Nè, half moon. Cái này cây cũng ngân thích nắng. Nè, half moon. Half moon. Đẻ con quá trời nè. Trời ơi, để trong mát thôi là đẻ con. Cái này là hàng va bị kỳ ra nó rồi và Pinker Lady. Cái này là hàng rare ha, 90. $90. Còn chùm bự của nó 100, để coi tí nó có chùm bự. Đó, để lên trên đây, để lên. Còn cái này là Purple Messy. Thân thụ. Cái này mốt lớn lên đẹp lắm á. Cây này nhiêu? Cây này thì tới 90. $90. Ừ. Cây kế bên này. Cây này là Fashion 80. $80. Còn cái này là 70. $70. Mình có cây cây này 80. $80. Cái này 100. $100. Cái này hàng va nè. Cái này đang lên màu. Cưng 80. $80. Cái này 80. $80. Cái này 60. $60. Cái này và sẵn luôn cái này đi. Cái này nhiêu? Cái này 60. $60. Cái này 70. $70. Cái này lên màu vậy ha. Ừ. Ti cấp. Cây bên tay trái 60, cây này 70. Rồi cây này mắc lắm, thôi đừng hỏi mắc công. Mấy anh chị không biết, nó mắc lắm. Bass. Chỉ người nào biết cái này ha. Ti cấp okay. Halloween Berry cái định ha. Uh-huh. Cool looking for ti cấp Halloween Berry that my credit. Contact me. Crack nè, double crack. Nó đang lên màu nè, you see. Cây này không có rẻ nha. Cái này là phải trên 500 nha mọi người. Ai mà interested thì mới lên. Còn không thì để đợi một ngày nào đó Ngân sẽ báo giá cho cây cây hàng chiến nha. Okay. Rồi, tới cây này đi. 80. 80. $80. 80. $80. 70. 70. $70 each. Rồi, ok. Mình sẽ đi tiếp. 140. $140. Cây Massive. A garden đẹp lắm luôn. Tím tạc cừ, ánh tạc cừ. Cây này nha. Mày tỉnh lại là mày đẹp lắm luôn á. Trăm. $100. Tỉnh lại đi, là đẹp ngất ngay luôn. Vừa đẹp vừa cao nha. Vừa đẹp vừa cao. Cây này 120. $120. Đẹp cao, tròn đẹp lắm luôn. Dạ, tới sắp đây tỉnh đi. Ô, cái này cái bự nè, 120 đồng. $120. Cái cây này cái mix giữa cây pink purple lady với lại kizana rio. Bé tỉnh lại đẹp lắm. Rồi cây kế bên này. Cây này cũng vậy, tỉnh lại đẹp lắm. Nhiêu cây kế bên. 90. Cái này tỉnh lên, tỉnh sơ sơ là 80. $80. Đây có cây nữa này. 90. $90. Tỉnh lại sẽ đẹp thôi, không cần phải vội. Trời ơi nó đẹp. Thương lắm. Cái này 150 đồng. $150. Cái này super big nha. Size bự lắm. Super big luôn ha. Cái này mới đây mà tỉnh đó nè chị. Rất là màu tỉnh. Hopefully. Rồi mấy bé này nè. Very good ha. 80 nha. $80. 80, 80. Rồi, tiếp tục. Qua bên đây ha. Cái fancy bự nè. Cái fancy bự là 90 nha mọi người. $90. Cái này bự đẹp nè. 100, big one. 100 đồng. Còn ai thích ti cấp bonsai.
super cute luôn á. Cây này vàng nha mọi người. Cây này 90 nha mọi người. $90. Mọi người vui lắm. Cái này bị gãy cái bông, bữa nay đẻ ra 3 cái bông này, vui chưa? Gãy cái bông, bữa nay đẻ ra 3 cái bông. Dễ thương. Thích cái bông, cái dáng cao, bonsai á. Như lúc mà nó lên chậu truy đi đẹp lắm. Còn em này thôi khỏi nói, mốc đẹp tuyệt vời. 80 $80. $50 for the lotter. Ờ, còn cái crack này là cũng hàng va luôn. Rated. Cây này gần gồ ghê lắm. Gồ ghê, gồ ghê. Cây này nhiêu? Cây này, cây này 900 nha mọi người. $900. Nhưng cây này với cây này không có khác khác nhau nha. Cái này va nó lên một pin. Cái này va nhưng mà họ tương lai không biết có lên pin không, nhưng cây này thì thấy lên pin rồi. Rồi ok, pass qua. This one. Không ghê. Cây này va thì nhìn cái là nhìn biết va rồi ha. Cây này thích trong mát nha mọi người, để trong mát là em khỏe lắm nha. Cây này để cho mọi người 150 đồng. 150. 150. Còn đây là cây bông hồng nhí. Bông hồng nhí cực nhỏ nha mọi người. 250. 250. Triệu đó hoa hồng nhí mà nhỏ xí nè mọi người thấy không? Bằng cây 800-900 tuần vừa rồi á. Bạn hết rồi. Giờ còn cái nhí nè, cái nhỏ này hợp với tiền người chơi. Ví dụ như bây giờ nó tỉnh rồi ha, Ngân sẽ bỏ nó vô cái chậu chui đi đẹp đi. Đây là một chậu chui đi đẹp mồ. Chui đi, look at this. Bây giờ Ngân sẽ thay chậu. Ví dụ vậy. Không tự nhiên thay chi đang ấy. Cho đẹp hả? Ai muốn thay 250 nha. Bông nhỏ này là nên mua đi. Là bông nhỏ này nó khó kiếm lắm. Còn mấy cây nè, ai nói chứ về 10 cây không bị gãy. Giờ hơn 10 cây luôn á. Mà bị gãy. Cây này đang nằm dưới patio để mình nuôi cho em tỉnh lại đó. Cái này mọi người zoom lại được đếm có phải trên 8 cây bị gãy không? Đó, that is why sometimes nó vậy ha. Rồi. Hôm nay mình có cái cây này. Khoan, chưa. Cây nào? Mình sẽ fully rooted mà mình đang chuẩn bị để thay vô chậu đi. Show cho body cho mọi người coi. Nên mọi người ai mà thích thì nên lấy cây này. Tại Ngân sẽ lên 3D cây này. Xây nó luôn đi. Lỡ là xây sau lưng của nó luôn đi. Xây dán nó luôn đi. Rất là bự luôn ha. Cây này là hàng rare. Rất là bự, rất là đẹp. Đây, chiếu cho mọi người coi baby của nó rất là nhiều ngay chỗ vết gãy này. Nhưng không sao đâu nha mọi người. Mai mốt baby sẽ mọc che hết cái khúc này luôn. Tại vì trong vòng 6 tháng nha là nó sẽ đều cây. Và cây này nhìn trước rất là đẹp. Cây này Ngân để cho mọi người là 490 đồng. 490. Khi mà nó lên đều hết thì cây này có giá lên 550 luôn. Wow. Cái này vô chậu chui đi chắc đẹp lắm á. Này có rễ nha. Cứng ngắt rồi nha, rễ rồi. Hàng rare 450 đồng. 400 mấy hả? 490 chứ trời. Mấy bữa nay bị say nắng á. Rồi ok. Tại vì nó lâu rồi. Cho bả đẹp rồi. Đẹp quá trời rồi. Bự quá trời rồi. 490 nha, rất là dày nha. Màu đẹp quá trời luôn. Ai mà có tiền chơi cây này đáng đồng tiền. Em mua cây em thấy rõ lắm. Tại coi nó có trơn của nó có cứng không. Nó cứng rồi mình biết nó già. Màu đẹp quá hò. 490. Dạ. Dạ. Rồi giờ tới cây nào. Giờ vô chậu đẹp. Cái này sẽ được vô chậu này. Ôi nó bự quá. Tới cây hồng. Cây xanh này. Cây này nhiêu? Cây này Ngân để 250 đồng. 250. Bonsai. Dáng quái nha. Dáng quái là dáng nó không giống ai hết. Không cây nào giống cây nào. Dáng quái mà có lên cái bông thường nữa. Cây này là màu hồng cam ha. 250 đồng.
Còn cây này là màu hồng, super cute. Chị Hương quay nó 200. Cái chậu 50 nữa 250. 250 for the whole set. Cây bông hồng nhí. Cây bông hồng nhí 250 nãy đó mọi người, nó chỉ nhỏ hơn cái cây. Cây này rất một chút xíu thôi mà cây này rất là mắc tiền nha. Cây này tới 600 đồng luôn. Cây này 600, cái chậu 100 nữa là 700 luôn cây luôn chậu. Ok. Còn cái bông hồng nhí hồi nãy 250 á, nó nhỏ hơn phân nửa. Nhưng mà nó cũng đẹp á, lấy hai cây 250 đi. Rồi. cây này gì? Cây này nó màu đẹp nè. Cái màu này nó thấy khác của những người đi trước á, trồng á, nó màu vàng cam the vi sọc đỏ. Mà dáng đẹp, có chùm hoa nữa. 200. $200. Cái chậu 65 đồng nữa. $265. Cho the whole set. Cái này có vàng nha mọi người. Cái này em cắt cái này đi cho nó đẹp, cho show body chị. Có order qua mình sẽ không thấy cái body nha. Nha mọi người mua về mọi người cắt cái cành này đi. Cắt luôn hai cái luôn. Cắt hai cái luôn thì mình sẽ thấy được cái bonsai phía dưới nè. Ở dưới. Ui nó để baby nhiều lắm. Một baby, hai baby, ba baby. Oh my god, được cành này khỏe nha mọi người. Nè chị Hương có lấy được cái baby nhỏ xíu của nó không? Nè, năm cái baby luôn. 1 2 3. Lấy tay ra mới thấy được. Thấy, ok. Trời ơi, mốt nó đẹp lắm á. Okay. Biết vậy nãy mình nhìn đến baby mình sẽ tăng giá 10 đồng 10 đồng. Nhưng mà thôi. Rồi, giờ thấy cái nào. Đẹp lắm á mọi người. Mà nó cũng hiếm lắm á, khó kiếm lắm. Đây cái nào người ta. Cây bự này 450 nha. Cây này thứ nó hả? Nó đó. 450. Mấy chị coi cái màu nó lên như vậy hỏi sao không ưng. Ừ. Em hỏi sao không đẹp. Nè. Thấy không? Là cái màu nó lên nè. Cây này Uyu đang thiếu nước à? Ừ. Thiếu nắng. Để không? Nó bị nắng. Nắng hết. Mấy cây ba mình không có mát á. Bỏ mát là đẹp lắm, đẹp như tuyệt sắc đi nha. Ù cây này của em đang lên màu. Nhờ giờ cây này đi. 450 mọi người. 450. Cái chậu 120 nữa. 120. Chậu bự lắm nha mọi người, chậu này bự lắm, nặng theo tiền. Rồi, 120. Rồi, cây này thì chưa bung lộ. Nó chưa đợi cho cái bông nó bung ra nữa thì mình báo giá cây đó. Nè cây này. Cây đó 300, cây này 300, cái chậu 70 370. $370 for the whole set. Ồ, cây này là màu nè. Luôn cây luôn chậu là 85 đồng. $85. Ừ. Cái màu đẹp tí cấp. Cái nào nữa? Chị không chiếc cái này đi. Cái này bữa nay màu đẹp quá. Cây này là cây bự cuối cùng của mình trong dòng Neptune nha. Cây này mình để 800 nha mọi người. $800. Đẹp lắm, màu hôm nay lên đẹp sắc sảo dày lắm. Rồi. Cây này đẹp. Mình xong con cây 80. Cây không á? $80 for cây không 80 nha. Được. Cái chậu 65. Rồi, còn cây này yêu quá. Cây yêu quá này đẹp lắm, lên pha vàng. Cây này là hôm nay để cho mọi người là 550. Chậu không vàng. The pot not for sale. Còn mấy cây màu đỏ có đù. Ba, còn hai cây thôi nha. Cái cây cây bên đây thì là 300. $300. Cây bên đây 250. $250. Ok, còn cái này bự. Cái này là 550 nha mọi người. $500. Nhiều. Nó lên màu đỏ đẹp lắm á mọi người. Chút nữa em sẽ thấy, em sẽ chiếu cho mọi người cái cây của em nó lên màu đỏ rồi. Cái này cũng để 150 đồng nha. Cái này SG lên màu đỏ cực kỳ đẹp.
chút nữa mọi người coi continue thì sẽ cây, cái cây của em trồng lâu rồi ha. Cây này dáng đẹp, bông đẹp, 150, cái chậu 70 đồng là 220. 220 for the whole set. Em làm cái cây tree bonsai trong cái chậu tree đó, chị chiếu giùm khách em luôn, khách em thích cái đó. Đây. Cái cây 60 đồng, cái chậu 30 đồng là 90. $90 for the whole set. Cái đó dáng bonsai, lên nhiều màu, tree. Ồ, còn cây local này nè. Này ha. Cái cây local kiwi này luôn bán là no, cái này hay cái này. Cái cây local đi. Ừ, kiwi cái này. 80 đồng luôn cây luôn chậu. Còn ai mà không lấy chậu thì là ai vậy? Ai không lấy chậu thì cây này là 60 đồng. $60. For the plant only. For the plant. If you don't want to get the pot. Ừ. Còn cây màu cam này cũng. Cây màu cam này cũng lâu rồi nè. 80 đồng. $80. Rồi, ok, mình sẽ qua cây khác. Đây. Màu hồng cam ha. Ai mà mua mình bán, mình mua cắt nhánh á, thì mình bán là một khúc như vậy là 10 đồng nha mọi người. $10. Ai mà mua lấy giống của cái bông hồng này 10 đồng nha. 10 đồng là cùng một gốc này. Còn nhỏ thì 5 đồng. This one $10. Ừ, nó có baby on the side luôn nè. Uh-huh. Cắt, còn cái này 5 đồng. $5. 5 đồng. Còn mấy cái khúc bự bự là cứ 10 đồng ha. Okay. Còn khúc dài vậy thì là 15 đồng. Khúc okay. Dài thằng ngọn vậy là 15 đồng. 15. Còn mấy cái khúc mà lùng lùng á thì cứ 10. Lùng nhất thì 5 đồng. Thì ai thích thì báo ngân ha. Ai chưa có giống này thì báo. Còn ai mà mua nhiều thì ngân tặng. Rồi còn ở đây có cái này đẹp quá. Bữa nay lên mời. Cái này Ngân để cho mọi người là 190 đồng. 190. Cái box 30 đồng. $30 for the box. Màu quá đẹp luôn á. Có sao nuôi vậy dùm em ha. Cái này fully rooted rồi. Khi mà màu nó lên được cực phẩm cho Ngân như vậy là nó fully rooted. Giá một con rồng bay. Một chùm hoa cái bên. 190 đồng. Cái này không có là final sale nha. Không có 10% off nha. Ai mà muốn lấy một mình nó thì là 190. Rồi còn cây nhà màu cam. Cái này của Cory ha. Màu cam nha. Màu cam lúc nào cũng đẹp hết mọi người. Cái này khách em trồng đẹp lắm. Cái này để mọi người là 70 đồng ha. $70. Rồi ok tiếp tục. Cái này thì để lên màu vàng rồi nè. Cái này có bán không? Cây này để mọi người 900 nha. Nay không rồi. Cây này là cô vợ đứng trước, ông chồng đứng sau nè. Nghe rồi, cô vợ nhã nhắn đứng trước nè. Ông chồng đứng bị hai nè. Hôm bữa giờ ai cũng nói kiếm cây ông chồng đứng, cô vợ đứng trước, ông chồng đứng sau. Thì đây, cô vợ đang đứng trước đây, cây nhỏ, cái ông chồng đứng đằng sau. Mỗi người mỗi ý mọi ơi. Anh chị, có người thích ông chồng đứng trước, có người thích bà vợ đứng trước. Đó, giờ em kiếm ra rồi đó. Rồi ai? Ai muốn thì lấy cái đó, bự lắm nha. Nhìn bàn tay của em nè. Vợ đứng trước chồng đứng sau có nghĩa là cái gì? Thường là vợ đứng trước không mà. Thường chụp hình á. Có bà nào nhát nhát thì bà núp đằng sau, còn bà nào mạnh mẽ bà đâu có chịu núp đằng sau. Bà sẽ chồng lòng lên đằng trước. Lên đỏ đẹp mắt đây nè. Look at this. So pretty. 80 cái cây nha. $80 for the plant. Cái chậu không bé. The pot not for sale. Cây này đỡ phun sun được nha mọi người, thích nắng lắm. Rất là thích nắng luôn. Cây này. Cái cây nào? Cây này bữa nay lên màu cũng đẹp chị Hương. Tôi nghĩ du du rinh nặng nặng không? Tại vì vậy đâu. Để ai thích cái người ta gọi em. Ok em rồi, phan vậy để tôi quay nó đi. Rinh nổi. Ok rồi. Rồi, cái này hay. Cái này. Cây bên đây nhiêu? 380 luôn. 380. Đúng rồi, cây này cũng đẹp. Bông hồng khỉu. Cây này cũng khiêu nè, rẻ nè. Nhiêu? Cây này 90 nè, bông đây, hồng. $90. Còn cây này. Cây này xung sắc luôn.
màu cưng va 250. $250. Còn cái chậu này là 65 đồng. Vậy mua chung em bớt 5 đồng đi cho nó khỏe đi, 250 với 60 đi. Là okay. 320 ha. 320. Mấy chị lấy cây này về đi, có rễ rồi đẹp lắm nè, mang về chưng chưng luôn. Có cây đỏ nhỏ xíu xíu dễ thương quá. Không à. Dễ thương quá, luôn cây luôn chậu 30 nha. Thế thì đó là phải là hoa sét. Rồi cây này red granite chưa lên màu. Đợi bẻ lên, cây này lên màu rồi. Nè, cây này lên màu nè. Cây này nhiêu? 350. Cây thân rồi, sweetie. Lên màu em màu. Em dễ thương mà em núp ở đây. Nè. 45 đồng luôn cây luôn chậu, còn nếu mà lấy cây only là 35 nha. Cái này là màu peach. Cái crack này là màu peach dễ thương lắm. Màu cam cam, pastel á. Nè, chị Hương thấy được không? Thấy. Dễ thương, dáng đẹp. Hai cái crack luôn nha, 35 ha. Mà một cái chậu này cũng dễ thương. Thế thì phải rồi nè. Ai muốn lấy giống nhỏ nè, cái này 20 nè. $20 for cái cây không hả? Ừ, cái crack nha. Cái này là bonsai nha, crack nha. Rồi, tí nữa. Nè, yeah, bonsai 20. Mọi người ví dụ như chị Hương đi chơi rồi á, mọi người muốn mọi người cứ coi video em đi coi tới coi lui, coi lại coi thích cái nào mình mua ha. Còn cái này là chưa lên màu nè, cái màu yellow. Cái này 300. $300. Cái chậu này là 65. $65. Tính là 60 luôn ha, luôn cây luôn chậu là 60. Cái chậu 60. Dễ thương. Mấy anh chị ngộ lắm nha. Cái này là tisia này thích. À, em nói chị nè, nó lên trân đỏ nè. Cái này nãy chị kia mới lấy đó, nhớ không chị Hương? Em nói với là lên, nó sẽ lên đỏ, cây đỏ, trân cũng đỏ mà thân cũng đỏ luôn á chị. Nè chị nhìn thấy chưa? Bông cũng đỏ, trân cũng đỏ mà thân cũng đỏ luôn. Cái này nó thiệt, nó xạo. Nhưng mà lúc mà chị Lan lấy cái cây này về nó xanh lè. Nè lúc cái tích chị nó dễ thương lắm. Mấy cái này cũng dễ thương nữa. Rồi ok, bây giờ ngân bán cái này nguyên set này là 60 đi ha. Ok, $60 for the whole set. Thôi 50 đi, 50 đây $50. 50 cho một con chưa? Cái này đẹp đi. Đi qua bên này mới quay được. Cái này phải không? Dạ. Rồi. Cái này nhiêu? Cái này dán đẹp. Dán đẹp màu đẹp mọi người. Nè. Dán đẹp màu đẹp cũng có rẻ rồi. 200 cây. $200 for the plant. Cái chậu này 70 đồng luôn. Chậu này mắc. $70 for the pot. Nặng như chết luôn, sách. Mệt. Ai ở miêu này rồi đừng sách nha. Tới cái nào? Để đâu để nguyên si đó. Cái này 70. $70. Cái chậu này đẹp. Ai thích collect chậu mua này thì cái này đẹp. Cái này 55 đồng. $55 của Cori. Cái này cũng handmade Cori. 45 đồng. $45 for. Cái này trưng cái chùm va. Chùm lớp rêu rô này nha. 120 đồng. $120. Chùm lớp rêu rô. Lily pad local. 100 đồng. Nay nó lên màu. Mình thích cái cây này lắm, nó dễ thương lắm. Cái dáng, cái bông nó giống bông hồng ha. Mình rất là thích nó dễ thương. Còn ví dụ ai mua order nào mà trên 500 hay 1000 gì đó, mình tặng cho 1 chùm. Thôi mà thôi đừng phá nó đang đẹp quá. Để nguyên si nó luôn đi. Cái chậu nó rất đẹp. Rồi, giờ tới bên đây. Giờ cây bên đây. Nhìn cái này. Cái này cái đẹp nè. Cây bông hồng này đẹp nha, 100 đồng cái cây không nha. $100 cây này full nước tình nha. Bông hồng này xinh màu vàng đó mọi người nha. Thấy chưa? Thấy nó lên màu vàng chưa? Thích nè. Trong ngược nữa hả? Ừ. Trời ơi, là trời. Đó, bông hồng 100 đồng ha.
cái chậu. Cái này như nó hai mặt. Cái chậu mặt này. Mặt này cũng được. 20 đồng. Ok. 20 đồng. Rồi tới mấy cây nào trong đây, chắc trong đây có cây này cũng đẹp lắm nè. Thằng mồi đang hàng quá vậy. Cây này nhiêu? Cây này ha. Ừ. Cây đó hình như lên màu hồng á. Ôi dạ dạ. Hai cây này ở nhà mình lên màu rồi, màu hồng chưa? Trên tàu trung cấp mà phải lôi rồi được hàng quá. Bởi vậy đi có apple đó, họ biết nhìn đó. Nè, lên màu hồng. Ở nhà mình lên màu hồng đẹp lắm. 150. 150. Trời ơi, dáng đẹp chưa? Look at this. Tiền nào của nấy mọi người ơi. Tiền nào của nấy thôi, đẹp chưa? Giờ em hỏi mọi người chơi cái gì đó bonsai đi cũng mua hết 300-350 rồi. Cái màu này đẹp cũng nè là cô ơi, giống như bonsai. Cô đang nghe tiếng con, cây này cô chưa có mẫu nè, cô chạy qua cô lấy cái cây này giùm con đi nè. Để cô có đi. Nè cái cây này là rất là đẹp cô. Cô mà nếu mà coi video mà thấy con đang nói, cô biết con nói cô đó, cô chạy qua lấy cái này con. Cái này màu đẹp mà cô chưa có mẫu mà. Mà con thấy giá cũng đẹp nữa mà con bán cái này có 150 thôi, cô nên hốt cái này về đi. Rất là đẹp luôn đó cô. Cô Ngân thích. Đang nói cô nào cô đó lại lấy. Cô chơi bonsai á. Ở nhà Hương có cây này lên màu đẹp. Cây này là vô chậu bonsai của cô là perfect luôn á. Ừ. Dáng đẹp mà hoàn hảo, fully rooted rồi. Bán cây này cho cô là cô vui. Ok rồi, giờ tới cây này. Cây này bonsai này nhưng mà cây này cần phải thay chậu mới đẹp. Em sẽ thay chậu cho nó, vô cái chậu nghiêng. Hình chữ nhật. Nghiêng. Phải zoom out mới thấy cái màu á. Để tôi đi vô đây. Chưa zoom hồi nãy rồi. Nhiều. Em thay chậu. Hình chữ nhật bonsai cái này mắc mọi người ha. Cái này có 490 đồng. 490. Đại ca tôi đây. Đại ca. Đại ca hốt vậy mẹ. Đại ca có tới 5-6 đại ca lận nha. Không phải có một người đại ca đâu. Rồi tới cây xanh này đi. Cây xanh này khỏi hốt. Khỏi quay. Định hốt cây xanh này hả? Không. Ok chưa rồi, vậy thì giờ tới bên đây, cây này. Cây này. Cây này. Cây này hút được phải không? 600. $600. Cây này ai thích thì mua cũng được. Cây này cũng lên cam á. Ừ. Cây này fully rooted rồi lên màu nè, khỏe re nè. Nhìn mọi người thấy cái bông xanh xanh này mà mọc lên á là nó khỏe rồi. Cái này rất là dày. Cây này nó nên hút. Tại Mương Hương mới bán một cây bán 900 lần đó. Mà bạn cây đó đẹp, cây 900 nãy đẹp. Rất là dày ha. Ừ. Cây nãy 900 Hưng show cho cái chị coi đó đẹp, dáng đẹp. Nó nằm gốc này nè. Uh-huh. Rồi tới cây này. Cây này là ba hai màu nè, bây giờ đang lên đó. Nè chị Hưng có thấy được không? Chỗ này là hấp môn nè. Hai màu nè, đang bung hàng. Ừ. Uh-huh. Bung lộ. Khúc này right here. Chị mới nhìn kỹ lắm mới thấy được. Em chiếu cho mọi người coi, để mọi người mà muốn á, thì mua bây giờ khi FaceTime mình sẽ zoom out cho mọi người coi. Đây là những cây, là cây half moon nha. Là ra nửa màu này nửa màu kia. Dáng rất là đẹp. 450 ha. Khi mà bông nó bung lụa hết rồi nó lên 550. Tiền nào của nấy nè. Còn cái bông nè. Chị Hương có thấy cái bông của nó half moon không? Đủ thứ cái va trong một cái bông. Cây này cái chậu này cũng đẹp, tính ra là cái cây này với cái chậu này nó hợp với nhau cho nên nó grow fast, grow good. Cái chậu này Ngân để mọi người 65 đồng. $75 hả? Còn cái bông này nè. Cái này nhiều. Cái này nè 70 nha mọi người. $70. Cái này cũng là cracked luôn á mọi người. Nếu mọi người được collect cracked á, mua đủ kiểu. Cái kiểu này á, để càng lâu càng có giá trị. Cái thằng này nè, để càng lâu càng có giá trị. Nó đẹp lắm. Rồi à, ok, cái bé này, con rồng con. Hồi xưa có một cái phim con rồng con. Tiểu Long Nhân. Này. Thiệt này á, nhiều. Thì cái body của cái cây này y chang cái body của Tiểu Long Nhân luôn á. Nếu mọi người search Google, YouTube, mọi người search Tiểu Long Nhân, mọi người sẽ thấy được cái body của đứa bé đó, nó là Tiểu Long Nhân, một thiên thần, thiên tài á. Nó có cái body y chang cái cây này luôn. Cây này em gọi là Tiểu Long Nhân. Cây này là Tiểu Long Nhân 190. 190 190. Tiểu Long Nhân 190 rất là đẹp luôn á. Có rễ rồi nha, cứng rồi nha. Là một con rồng con. Rất là dễ thương. Em nghĩ thay chậu chữ nhật ha.
Chậu hình chữ nhật hợp với nó hơn là chậu đen. Rồi, tới cây bên đây. Cây này là Red Medusa. Medusa Crested. Cây này nhiêu? 250. 250. Cái chậu 20 nữa là 270. 270. Chậu này có lỗ cũng cứng cáp lắm nha, khỏe lắm nha. Rồi, bây giờ mình chiếu cho các bạn coi một cái cây. Mình để trong bóng mát, mỗi nhà nó khỏe dễ sợ luôn. Nó thích dưới cái cây. Đây nó là chưa chị Hương. Look at the baby. So orange. Nè, nhìn bên trong nó đẻ baby nè. Quá trời baby luôn. Ngày hồi xưa nó bị cắt. Cái này là khó. Xong rồi về bị thúi. Cái cắt. Cái chồng để trong mát. Giờ nó tỉnh lại rồi đó. Cái này khó. Nè, đẻ baby. Quá trời. Bây giờ cũng đang chuẩn bị đẻ tiếp. Nè, đẹp chưa? Cái này là cái cây gì đó? Snow Girl Variegated, mà tiếng cúp, dễ thương lắm. Nó cũng sắc sảo giống như hồng gian, nhưng mà nó không lên bảy màu, nhưng mà nó chỉ lên cam, cam vàng, hồng, xanh, đỏ, chứ nó không có lên nhiều màu như tụi hồng gian. Nhưng mà nó cánh nó dày nha mọi người. Cánh nó dày. Như vậy. 250. 250. 250. Fully rooted. Chị lấy luôn cái chậu luôn đi chị. Chậu này 65. Lấy luôn cái chậu, cây chậu luôn 60 nha. Cây này cưng anh để nhà đi, chơi hàng rare đi. Em chồng có rẻ rồi, mấy chị chỉ cần về chăm sóc mấy em thôi. Nè, đây nè, em nói cho mọi người nghe. Cây bông hồng nè. Cây bông hồng này vui lắm. Nó gãy, chắc là mình nhắm xuống đất ở lên nè. Cây này để trong nguyên đống này luôn, cây luôn chậu luôn 70 nha. Có cây va trong đây cũng gắm vô nè. Cũng sống luôn mọi người. Điều quan trọng mọi người cứ để nó bóng mát, tự nhiên nó sống à. Nè, va thế nè, nguyên chùm va impacting nè. 70 đồng nguyên đống này nha. Ai local tới pick up luôn. Luôn cây luôn chậu nè, 70. Mình tách ra mình bán mấy chục đó, cũng vui. Ha. Rồi mình có cây à. Cây nào? Nè, hồng gian đây. Hồng gian tiên cấp. Hồng gian ti cấp nha mọi người. Cứ để trong mát thì nó khỏi ẻ thôi à. Cái này dáng đẹp, dáng hình hình gì ta? Hình chữ S. Phân dày ha, nước Việt Nam ha. Giống như nửa cánh quạt. Nhưng mà nó khô. Cái này 400 luôn. Khô hơn rồi, cho là hơi bị. Khoan bên đi. Sống rồi đó. Oh. Made a little. Mời sợi chứ. Cái này đi, 70. Cái nào? Cái này. Cái nào đó? Cái này. Cây xương rồng này. $70. Rồi. Đá sỏi nè. 40 con cây con chậu. $40. Con cây con chậu 40. Đá này. 80 con cây con chậu. $80 for the whole set. Rồi. Đá này. Không, mình bỏ nắng á. Nó không có phục hồi đâu, em bỏ trong mát. Em bỏ trong mát nó chỉ chiếu người ta coi cái sự different giữa bỏ mát và bỏ nắng. Đây tất cả là đều cây ở ngoài trời. Một bên để dưới bóng mát và có gió. Có gió. Thì cái sự phát triển của nó rất là khỏe, nhanh và mập và không có bị khô lá. Thấy không? Không có bị khô lá mập mạp, khỏe khoắn rất là nhanh. Còn bên này là để ngoài phu sinh. Cái này để ngoài phu sinh nhưng mà nó sẽ bị khô lá. Đối với những cây va đó không, mọi người thấy nó khô lá không? Tuyệt đối bây giờ mấy cây va của mình đừng bỏ ngoài nắng ha. Mình cho nó vô mát. Thì nó sẽ khỏe lại nhanh lắm. Còn hồng ru á thì nó thích nắng. Mọi người thấy cây ru trên trời không? Phu sinh năm này qua năm nọ. Càng ngày thì càng đẹp hơn thôi chứ không có cái ngày nó không có xấu hơn mà thì đẹp hơn. Với
với tại sao cái cánh lá nó vàng, còn mấy cái cây cánh lá mỏng á nó không có chịu nắng được. Có cây đâu màu vàng bên đây nha. Thấy không? Đỏ thấy không? Biết bao lâu rồi mà càng ngày thấy nó càng đẹp. Cái đó bảy chục thôi. 70 đô. Cái đó cây chậu đẹp đẹp lắm nha mọi người. Bonsai đó mọi người ha. 70 đô. Xuất sắc luôn á. Cái đó 70 cây hốt nha. Cái đó là hốt đi. Cái đó khỏe lắm rồi. Cái cây này va nữa nè. Cái này vàng hồng cam nữa nè. Này va thì mắc hơn ha. 120. 120. Con cây này giá con đại na sò nha. 190. 190. Cây này thì Ngân sẽ thay chậu cho mọi người ha. 250 cây không, chậu Ngân sẽ thay cho mọi người một cái chậu màu hồng nào đó rất là xinh xắn. 250 for the plant only, the pot not for sale. Rồi Ngân sẽ thay chậu cho anh chị nếu anh chị muốn. Còn cây màu cam này nè, rất là dễ thương luôn á. Nó là màu cam luôn á mọi người. Local cũng có rẻ nha, cây local là cũng 80 đồng thôi á. Loại này của em là Cory. Cây này nhá. Cây này của em là 80 luôn. $80. Đẹp quá. Màu cam á mọi người. Mấy cây không? Bán. Rồi cây này đi Giang Ninh nè. Giang Ninh nè, mẹ bỏ phơi nắng luôn á. Giang Ninh của em cho nó ra ngoài nắng luôn. Trái rồi nè. Ừ. Giang Ninh không thích nắng. Tôi để nó ở trong cái mái hiên, nó có nắng nó chiếu từ mái hiên xuống á, nó cũng lên màu vàng nhưng mà nó cũng có trái nắng này, vô để nó bị trái nắng đây. Để em mang vô mát. Cây này ai lấy nha Ngân, để mọi người. Cây này là fully rooted rồi, khỏe, không bị gãy, không bị thối nha. Nó khô rồi là có nghĩa nó không có thối. Thì mình mang đi ship từ bang này từ bang kia hoặc là người local pick up thì mình về mình trồng á nó sẽ đẹp ha. Rồi mê màu rồi ha, 250 đồng. Cây này 250, 2 cây fresh luôn ấy. Để nó vô chỗ mát. Chỗ vô mát cái đẹp. Mấy bé này thì bé này mọi người đang hỏi nè. Ở đó people looking for this one cubic fresh ha. 80 nha. $80. Đây còn cái bông va gì để nấp trong lùm. Nấp lùm. 25 nha. $25. Cái chậu 10 đồng nữa. Ôi trời ơi, đẻ baby. Đẻ baby quá trời luôn rồi. Cho em 30 đi. Đẻ quá trời baby rồi. Nè, ba baby, cái chậu 10 đồng nữa ha. Lấy cây này về chơi. 30 đồng cái cây va cưng xỉu luôn. Ok. Cây này bông sen. Hết nắng. Ở ngoài đây. Nói chung là mấy cái cây còn cái ông Su Yong đại hàng luôn, cây luôn chậu 50. $50. Chậu này heo vì nha, của Korea. Rồi cái gì nữa không? Sỏi đã xong, crack đã xong. Trời ơi, cái này bơm nặng mà luôn, bà IT này nó bơm nặng luôn. Đây nè, mấy cái ít chi nó không có thích nắng lắm đâu, mấy anh chị để nó sẽ bị cháy giống vậy nè. Cháy như là khó hồi phục lại lắm. Dạ, ở vườn của Ngân mọi người thấy Ngân quay vòng vòng đó, mọi người sẽ hiểu được là khúc nào cây thích nắng, khúc nào cây không thích nắng ha. Rồi cây này thích nắng nè. 60. $60. Cây này là luôn cái chậu 20. Cây này 80 luôn, cây luôn chậu. $80. Trên đây Ngân có một cây bonsai. Cây này cũng Ngân khỏe rồi nha, có rễ rồi ha, lấy nguyên cây luôn chậu cho Ngân 100 nha. $100. Local tới lấy thì nhắn tin em tiếng, em bỏ cây trước cửa nhà chạy tới lấy thôi. Còn ví dụ muốn gặp em thì gặp buổi sáng. Nói chung ấy như quay gọi điện thoại em flexible. Con này. Này dễ thương chị thôi. Con này có cây va. Con nai này luôn cây luôn chậu mấy chị ơi. Cực kỳ dễ thương, thích mát, nhà chị nào mà mát bỏ cây này trong cái mái hiên em sẽ lên màu rất là đẹp, nó không thích nắng. Con nai này có mái hiên để cho mọi người, con nai luôn cây luôn chậu 130 đồng. $130 for the whole set. Cây này hàng va nha mấy chị, lúc này hàng va nha.
Winston Variegated Cresset, một bông thường, một cái crest, hai cái crest, ba cái crest và một con ngai. Con ngai này có lỗ rồi nha mọi người. Con này không thích nắng, mình để dưới mát nha. Ô, cây đờ vi nhỏ, ai muốn cây đờ vi nhỏ? Ai muốn cây đờ vi tí hon, 70 đồng. 70 dollar. Đờ vi Variegated Cresset, tí hon 70 đồng nha mọi người. Hàng va Cresset bonsai. À, chị Hương chứ. Đấy. Đấy. Ô, anh có kia. Cái này 20. 20 dollar. Em có cây này 30. 30 dollar. Mấy cái này em phơi khô xong rồi em trồng á. Em phơi khô, phơi khô nó ở đây nè. Em có một cái section riêng của em phơi khô cây. Xong rồi em trồng. Cây này là 20. 20 dollar, sorry. For the crack. 20. Cái này là 15. $15. Cái cây crest này 15 cm, cái chậu 10 đồng. Ai thích chơi nhỏ 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 làm cái kệ nhỏ nhỏ nhỏ, mình để mấy cái crest baby nhỏ nhỏ. Cái crest này cũng nhỏ nhỏ luôn nè. 10 đồng. Cắm xuống đất là lên nha mọi người. Hồi xưa em chơi mấy cây nhỏ giống vậy nè mọi người. Em mua của bà Tàu á, 5 đồng một cái hết, 10 đồng một hết, rồi em về em trồng á. Giờ bà cũng bán vậy 10 đồng một hết. Rồi xong rồi cái crest nè, mua nhỏ vậy nè, bà bán 15, 20. Giờ em bán cái này 10 đồng. Giờ chồng bảo đảm lên liền à. Bé xíu vậy chứ cực kỳ dễ thương nha mọi người. Hàng va nha. Variegated, cái dáng đẹp nha. Look at this. Rồi. Dáng đẹp ha, 90. Va đó. Sao mà chưa tỉnh nữa. Lầu bà cố 550. Phải không rồi, phải tiền. Kiếm tiền đâu dễ, đợi mỏi con mắt. Đi kiếm không biết. Cái này lên cứng nè. Cái này dáng đẹp nè mọi người. Chăm nha. 500 đó là dày lắm nha. Chăm nha, hàng ba cánh dày nha. Chị Hương quay cái màu nó không? Chăm đó, bả dày lắm á. Ô, có cây Queen Jane Cresset 10 đồng. Mọi người có nhiều cây 10 đồng lắm, mọi người tới lựa ha. Trồng vậy thôi là lên nè. Đâu cây này cũng lên được thường. Cây này nhiêu? Cây đó 100. 100 đó là. Cây này đẹp nữa không? 50 luôn, cây luôn chậu. $50. Được chưa? Mấy cô mấy chú cũng khổ $50 for the whole set. Rồi tới cái cây màu đỏ nữa đi. Ghê luôn á. Đẹp muốn chết nha, tôi bắt cho bán 50. Rồi, cây luôn kia. Luôn cây luôn chậu. Cây màu đỏ nãy vô nói đó. Cây này nè. Uh-huh. Đẹp muốn chết luôn. Giờ ai cũng thương, Ngân cũng thương nó, cô chú cũng thương nó. $190. $190 for the plant only. Ngân cũng bớt 10 đồng rồi đó. Chậu 30. $30 for the pot. Cái này đẹp muốn chết. Thì được bắt cho bán rẻ bán sao. Bán 30 hả? Được. Nhiều. 70 cái cây. Chậu 30%. $100 for the whole set. Nó đẹp. Kêu bán 50 không được chị. Đó là màu kem. Chăm thằng nguyên xét giùm em đi. Nè. Chưa đẹp muốn chết. Mốt lên ha, màu kem đẹp lắm. Tiền là của nấy thôi. Trời ơi cây này nói thiệt với mọi người nha. Chiếc này chứa thiệt luôn. Hôm bữa nó bị trời mưa. Nó ướt. Xong nó khô. Kệ mẹ nó, để nó luôn vậy luôn. Cái xong bây giờ mình sẽ cắt ha, nó sống rồi. Mình cắt cái khúc này nha. Nếu trong trường hợp cô chú bị giống như con ha. Cắt lấy con dao, cắt cái khúc con dao nhỏ mua cắt lan trái cây á, cắt từ khúc này qua khúc này ha. Rồi giữ lại, đừng gỡ nó ra. Nó sẽ sống nha, giống như con nè, con để nó từ lưa vừa tới giờ này nó cũng sống nè. Nó đẻ baby B2 nè đúng. Nó đẻ baby B2.
nó cũng sống. Nếu cô chú lấy thì cô chú cắt ha. Nhưng mà con biết là cô chú cũng sơ sước và sợ khi mà nhìn thấy mấy cây dạng vậy sợ lắm. Nhưng mà có nhiều người ta không biết sợ là gì thì người ta làm một cô chú cắt cái rẹt để là người ta có cây đẹp. Là cây đứa của người ta sẽ rất là đẹp. Người ta thông minh lắm mọi người. Đó, cắt thôi. Rồi bây giờ cái rễ rồi. Cái này Ngân bán cho cô chú nào ở gần đây thì bán cho cô chú là 90 đồng nha. Cây này Black Squawking. Black Squawking, cây này của Cần Free, thân trắng. Còn cái này em cắm thêm vô thôi à. Nó là lên màu đỏ. 90 thôi. Khô lắm rồi, để lâu lắm rồi. Giống như ok, bây giờ mình có cái cây này cũng bị yếu nha, gãy nha. Sâu dù. Đây. Bé này nè. Rồi thúi luôn. Đó, người bán cũng thúi, người mua cũng bị thúi ok. Công bằng mà nói, ai cũng bị. Taxi giờ mình xin lỗi. Ok, let's see, mình chuẩn bị. Cái này thúi nha ha. Không biết làm sao, cắt thôi. Đó. Màu xanh đây. Cắt luôn. Rồi, cuốn cái tay. Ha. Còn đó. Number 2. Number 3. That's it. Là cứu được hết 3 khúc. Là mình nhân rống ra được 3 cây ha. Cái nhỏ. Rồi, một cái bự mà biến lại ra được thành ba cái nhỏ. Rồi, cây khúc này. Ví dụ như cây này. Cây này là mình được ba cái khúc nhỏ nha. Vì trong nó bọng rồi. Bọng luôn hả? Ừ. Cắt luôn hả? Nó no, no, cắt từ đây ha. À. Được chưa không? Ok, rồi. Cắt khúc này luôn. Được chưa đi không? Sao cái thân của nó trong đây nó bọng hả? Ừ, cắt nó bọng ngang. Cái thân. Ừ. Nó để nó cũng chết à. Cắt nó như vậy. Ờ hết. Ờ ok. Đó, vậy thì nó mới sống được. Giờ sống được khuôn khúc này ha. Uh-huh. Mọi người chơi crack mình sẽ hay bị cái trường hợp này lắm nha mọi người. Mình đây là cách nhà vườn làm để mà cứu cây, để mà gỡ lại vốn. Như Ngân là Ngân cứu cái này trồng lại, bán gỡ lại vốn vào năm sau. Ha, giống như cây này của Ngân cả 150 tiền vốn đi. Giờ hư vậy rồi thì mình cứu nó lại, nó cũng đẹp thôi, mình bán lại năm sau. Giống như ai mà chịu lấy cái khúc này nha, mình để cho mọi người khúc này là 75 đồng. 75 rồi là. Khi mà xanh như vậy là đẹp lắm rồi nha. Cái này mấy anh chị về chỉ để khô lại xong rồi trồng nó lại hả? Ừ, khúc này cái cánh buồn này rất là đẹp. Nó xanh đỏ nhung rất là đẹp ha. Bây giờ sẽ bán luôn ha. Nếu ví dụ như anh chị nào thích cái nào Ngân cắt rồi như thế này thì là xử lý rồi. Khúc này để cho anh chị là 70. Khúc này là 50. Khúc này là 45. Khúc này là 15. Rồi ai thích khúc nào tới lấy khúc đó. Cô chú nào gần nhà con tới lấy về nuôi ha. Vậy là cắt rồi đó. Là bảo đảm sống. Rất là dễ. Rồi qua và mình đi tới đây đi. Cảm ơn những cô chú nào đã theo dõi và mua cây của con. Bây giờ cái này sale xuống cho cô chú anh chị là 190 đồng luôn cây luôn chậu. 190 for the whole set. Ok.
cái này là 50 đồng cái cây only. $50 for the plant only. Cái này là 220 đồng. 220. Cây này có nhiều màu lắm mọi người. Hopefully chị Hương chăm chứa được nhiều màu cho nó. Bán cây không lo bán cây chứ lo đi tám với bà Hương. Rồi, có thấy. Nè, đó, màu đen, màu đỏ, màu cam, màu hồng. Vậy gì? Hấp muốn. Đó, cái luôn chậu, cái chậu này 30 ha. Đó. Bé này thì ra. Chị Hương nghĩ em có nên giữ ba cái bông này không? Hay là remove nó cho show cái body. Ờ hả? Because I feel like nó che cái body của cái crack. Nó che hả? Đâu có thấy đâu. 5 đồng. Ai muốn lấy bao giống 5 đồng nha. Nó là beautiful luôn ha. 5 đồng. Cái bông hoa đó. Rồi, right now thấy cái crack lòi ra. Phải không? Có nên lấy cái chùm này không? Cái chùm này giữ hay để? Lấy luôn đi, để nhìn cho nó cái nó đẹp. Cái này 10 đồng. Mọi người mua cái nguyên cái sách này về bỏ vô chậu đẹp lắm nha. Cái này beautiful blue lên đỏ nhì vàng ha. Rồi đó, vậy này rồi. Đẹp. Wow, giờ cái body show ra mọi người. Bỏ vô nhiều lúc không biết. Rồi đã đẹp ha. Cái này cô chú nên lấy nè, cái này beautiful blue red. Red. Beautiful blue. Lấy nha. Cảm ơn em gái. Rồi. Chị, cảm ơn chị. Lộn. Ok, cái này là nhiều, bán nhiều. Theo Hương bán nhiều. 20. Ai biết đâu, 250 thôi. 250 cây. Thôi 220, quyết định vậy đi. Là có người cứ chê mình tới, chê mình lui, chê mình xui, chê mình ngược. Ok, 220. 220, được chưa mấy anh mấy chị còn lại. Nè, 220. Được chưa? Hỏi cái chậu của con. Trầm, được chưa? $100. Không phải nha, cái này em đang nói với người nào. Kêu em nói bắt mắt. Còn người nào mà biết em rồi thì mấy chị mua em từ bữa giờ em cảm ơn. Rất cảm ơn, thương lắm luôn. Những ai mà bây giờ theo em tới ngày phút này rất là cảm ơn anh chị vẫn còn thương ngân. Let's see, 150. $150. Chậu này 45. $45 for a pot. Yeah. Có cây giải xiết trong ngày mà lên màu đẹp quá. 50. $50. Cây này thì không nhỏ nên 60. $60. Cái cây nha, không có chậu nha. Cây này thì là khách thích nè. Chị Hương 95 đồng nha. $95. Chanel 95 đồng nhưng mà được cái dáng đẹp. 95 đồng dáng cao. Bông nhiều. Trời ơi, bị chỗ này có sao không? Không, không sao đâu. 80 ha. Ôi 80 nha mọi người, 80 nha. Nè, 80 nha. Ok, rồi cái chậu 40 đồng. Là 120 nguyên set. Chị Hương đã có quay cây này rồi không? Chưa. Cái này quay kia. Chưa. Cái này không biết nữa, nói đi. Cái này hơi bị bơ nhưng mà nó nhiều màu lắm á. Teacup. Teacup Inventing Life in Fairy với lại Black Rose với lại Hồng Giang. Teacup Pro. Cái này tới 300 lận. $300. Oh my goodness, this one. Nhìn cây này, cái mình đĩa cái kia. Cây này bữa nay lên màu đẹp quá. Đang lên va nè mọi người. Cây này nè, chị Thương có thấy được nó không? Thấy. Cái màu lên nè. Cây này Ngân để cho mọi người 350 đồng nha. $300. Thôi 320, lý do chỗ này nó có bị gì đây nè. Không phải, nó khô rồi nha. Chứ không phải là Ngân. Không phải là nó khô rồi. Khô rồi. 320 ha. Cây này rất là bự. Nó nằm trong cái chậu này là của Ngân là 4 ca lông ha. Chỗ này là như vậy ha. Let's see chị Hương ơi. Let's see. Thấy quá.
có bị gì có sao không? Nè, look at this. Cô ơi, cái cây nào cô hot folico đi chữa mắt về lành. Ừ, nó bị khô. Hả? Bị cắt hả? Để hay thử ra cho nó. Thử coi sống không hả? Ừ. Ok, bây giờ Ngân có cái cây này chỗ này nè. Nó bị khô chỗ đó. Nó bị lủng một lỗ nè, ok. Mà nó khô rồi. Nó lủng một lỗ mà nó khô rồi. Chị ơi, em bán rẻ cho chị cái cây này. 300 đồng. Cây này nó đẹp lắm, màu cưng lắm chị. Mấy chị nào ở gần em tới hốt cây này đi. Mấy chị có bi chút xíu, cái lỗ thôi mà cái màu nó đang lên. Mà cái dáng và cái màu nó rất là đẹp mọi người. Bông này đẹp lắm. Em không biết nó sẽ lên màu gì nữa. Nhưng mà em đang thấy nó lên từ từ rồi nè. Còn anh chị nào mà chơi cây hoàn hảo quen rồi á, chịu khó lấy một cây không hoàn hảo về nuôi. Nó đẹp mà. Nó cũng đẹp mà. Nó cũng đẹp mà, nhưng mà cái màu nó đẹp nè mấy anh chị. Anh chị mua đồ hoàn hảo quen rồi thì mua, lâu lâu mua cái cây này đi. Cây này nó hơi không hoàn hảo một chút xíu, nhưng mà cái màu nó đẹp. Nó mà lên màu đẹp như vậy mình mốt mình vui lắm á mọi người. Còn ai mà chơi mà bonsai quen rồi, giỏi rồi đó, giờ trim cây này chắc là vô tay là hoàn hảo luôn. Oh my god, em trim lại quá. Em sẽ đưa cho nghệ nhân của em làm. Ok, cô ơi, qua hốt cây này cô ơi. Rồi, đẹp quá. Thôi, được rồi.